Sáng ngày 11 tháng 10 tại thành phố Biên Hòa, nhiều cây xăng sau khi mở cửa bán lại tiếp tục đóng cửa ngừng bán. Cụ thể, cây xăng Tân Phong trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, mở bán trở lại chiều ngày hôm qua. Xe cộ nối đuôi nhau tấp vào đổ xăng rất đông. Nhưng sáng nay, nhân viên cây xăng đã kéo rào treo biển thông báo hết xăng còn dầu. Tương tự, cây xăng Vượng Mít nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, khu vực giao nhau giữa hai tuyến đường Nguyễn Ái Quốc và Phan Văn Thuận, thuộc khu phố 3, phường Tân Tiến, nhiều ngày qua vẫn án binh bất động. Trạm xăng số 5 trên đường Nguyễn Ái Quốc treo biển hết xăng, kéo rào, ngừng bán. Đặc biệt, trạm xăng Cầu Mới thuộc Tổng Công ty Xăng Dầu Tín Nghĩa chiều hôm qua mở bán trở lại nhưng chỉ nhỏ giọt 30.000 đồng một xe máy, và đến sáng nay nhân viên cây xăng treo biển thông báo tạm ngừng bán chờ nhập hàng. Trước tình trạng khan hiếm xăng, ghi nhận từ tối ngày 10 tháng 10 đến sáng ngày 11 tháng 10, dọc một số tuyến đường trung tâm như Võ Thị Sáu, Đồng Khởi, đầu các ngõ hẻm tại thành phố Biên Hòa có một số người dân mua xăng tích trữ, bày bán cho người qua đường giá 30.000 đồng một lít. Hiện cây xăng Petrolimex, cửa hàng 01 thuộc công ty xăng dầu Đồng Nai trên đường Hà Huy Giáp bắt đầu nhập hàng với số lượng lớn. Xe bồn chở xăng ra vào liên tục và ngay từ sáng sớm, hàng trăm xe ô tô, xe máy chen chúc, nối đuôi nhau đến đổ xăng làm khu vực chật cứng. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lượng xe tiếp tục ùn đổ về khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Biên Hòa đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn tắc kẹt xe kéo dài. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, tỉnh hiện có 1 thương nhân đầu mối, 7 thương nhân phân phối và 415 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Những ngày qua, tình hình cung ứng xăng dầu có nhiều biến động, nguồn cung từ các đầu mối khan hiếm bị gián đoạn. Do đó, các thương nhân phân phối xăng dầu không đủ nguồn hàng cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ. Việc chiết khấu thấp cùng các chi phí mặt bằng, nhân công, vận chuyển không được tính vào giá bán khiến doanh nghiệp thua lỗ. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Đồng Nai treo bảng hết xăng, tạm ngưng chờ nhập hàng hoặc bán cầm chừng, khống chế số lượng bán cho mỗi xe. Do đó, Sở Công Thương vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể hỗ trợ tìm nguồn cung ứng xăng dầu.